여러분, 안녕하세요. Xin chào tất cả các bạn. Ngữ pháp ngày hôm nay mà chúng ta sẽ học đó là cấu trúc động từ cộng với ubiopsita. Chúng mình cùng xem đây là cấu trúc gì nhé. Đây là cấu trúc thể hiện lời đề nghị hoặc yêu cầu đối với người có quan hệ ngang hàng hoặc là thấp hơn mình. Ví dụ bạn bè này hoặc là các em hay là những người cực kỳ thân thiết nhé. Cách chia như sau. Khi thân động từ không có bắt chim thì các bạn chỉ cần cộng với biopsita thôi. Các bạn để ý này, những cấu trúc mà có đóng mỏ ngoặc ấy, ví dụ cấu trúc này là đóng mỏ ngoặc ở chữ ư đúng không? Thì khi có bắt chim các bạn sẽ cộng cả với phần ở trong ngoặc, còn không có bắt chim thì các bạn cộng với phần ngoài ngoặc thôi. Và ở đây chúng ta có biopsita, ví dụ như động từ kata là đi đúng không? Ví dụ là đi đến trường thôi, đi đến trường nhé, đúng không? Thì sẽ là kapsita. Kapsita. Tiếp theo động từ hata, hapsita. Hapsita. Động từ poda là xem nhìn đúng không? Ví dụ là đi xem phim đi. Yanghua, pupsita. Pupsita. Các bạn lưu ý ở đây chúng ta sẽ không có biến âm gì nha. Các bạn đọc bình thường thôi. Pupsita. Trường hợp số 2 đó là khi động từ có pachin thì các bạn cộng cả với upsita. Ví dụ động từ mọc tài là ăn đúng không? Mọc cupsita. Mọc cupsita. Động từ đọc. Y cupsita. Y cupsita. Trường hợp số 3 là khi động từ có pachim là rir thì các bạn phải bỏ rir đi và sau đó mới cộng với biupsita. Ví dụ động từ mantrita là động từ làm đúng không? Ví dụ làm bánh này thì chúng ta có mantupsita. Đầu tiên các bạn bỏ r đi, bỏ ta đi là điều đương nhiên nha các bạn. Ta là đuôi động từ các bạn phải bỏ đi rồi này. Tiếp theo là bỏ rir đi, r đi và thành mantu đúng không? Và mantu này thì chữ tư đấy lại là quay trở về trường hợp không có pachim và các bạn cộng với biupsita thành mantupsita. Câu đầu tiên ví dụ 1번 우리 같이 노래를 합시다. 우리 같이 노래를 합시다. Thì ở đây 노래하다 là gì nhỉ? Là hát đúng không? Chúng mình cùng hát đi. 합시다. Câu số 2 bạn A nói là gì? 저는 한국 음식을 좋아합니다. 저는 한국 음식을 좋아합니다. Bạn B trả lời, 그럼 오늘 비빔밥을 같이 먹읍시다. 그럼 오늘 비빔밥을 같이 먹읍시다. Thế thì mình cũng đi ăn bibimbap nhé. Thế thì hôm nay đúng không? Hôm nay mình cũng đi ăn bibimbap nhé. Tiếp theo, 이번 주말에 같이 놀러 갑시다. 이번 주말에 같이 놀러 갑시다. Gì nhỉ? 주말, cuối tuần đúng không? 이번 주말 tức là cuối tuần này. Cuối tuần này chúng mình cùng đi chơi đi. 놀러 가다 là đi chơi các bạn ạ. Tiếp theo, 생일 케이크를 같이 만듭시다. 생일 케이크를 같이 만듭시다. Làm gì nhỉ? 만들 là động từ làm đúng không? Vậy chúng mình cùng nhau làm bánh sinh nhật đi. 생일 케이크. 케이크 là tiếng Anh thôi ạ. Tiếp theo câu 3. Chúng ta hãy cùng đến concert của BTS đi. Thì ở đây chúng ta có gì? BTS concert에 같이 갑시다. BTS concert에 같이 갑시다. Các bạn nhớ concert là concert nhé. Tiếp theo, ngày mai cùng đi xem phim đi. 내일 영화 봅시다. 내일 영화 봅시다. Thì bình thường chúng ta là 영화를 봅시다 đúng không? Tuy nhiên đây là các bạn thấy này, đây là câu đề nghị hoặc là lời yêu cầu. Vậy thông thường sử dụng trong văn nói đúng không? Và trong văn nói chúng mình có thể bỏ các tiểu từ nhé. 영화 봅시다.